Thưa cô bác, anh chị và các bạn, chiều nay Thành đi sang bến Hoa Bình Đông, quận 8 nhưng mà chưa có cái gì. Nên Thành về đến khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 13, quận 5. Thành thấy người dân ở đây buôn bán rất là tấp nập. Thành cập nhật, chia sẻ, gửi tới tất cả cô bác, anh chị và các bạn. Mong các cô chú, anh chị và các bạn theo dõi. Đây là khu vực của người Hoa buôn bán các đồ trang trí Tết rất nhiều. Dọc theo tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông này, người dân mua bán cũng rất đông nha cô bác anh chị. Dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông dài có cả là hàng cây, hai cây số, nhưng mà vực người Hoa buôn bán đồ trang trí, đồ thờ cũng rất nhiều cho cô bác anh chị. Thành xin cập nhật gửi tới cô bác anh chị và các bạn biết được là cái phong tục tập quán của người Hoa như thế nào. Ở đây là sức mua tương đối là đông và sôi động. Đường phố thì khu nào cũng đông cho các bác. Hai bên đường buôn bán rất sôi động. Các cái cảnh mua bán nhà tấp lập đông. Đây là một tập quán nét riêng của khu vực người Hoa, thì mọi người dân thành phố cũng hưởng ứng cũng rất là nhiệt tình mua bán. Các bác thấy người mua bán rất sôi động hai bên đường. Nét đặc trưng của người Hoa nói riêng và người dân thành phố nói chung. Người dân mua bán rất sôi động. Thành cập nhật gửi tới cô bác, anh chị và các bạn trên cả nước tham quan. Thành sẽ cập nhật tình hình từ nay đến Tết. Chiều tối mai thì có năng Thành sẽ cập nhật chương trình trên bến dưới thuyền mà diễn ra tại khu vực bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây Thành đang di chuyển trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, người dân mua bán rất là nhộn nhịp, không khí Tết đã về.
Mong cô bác, anh chị và các bạn theo dõi video và đừng quên cho Thành xin một lần like, chia sẻ và một lần đăng ký. Mỗi một lần đăng ký của cô bác, anh chị thì đó là động lực để cho Thành ra tất cả ra nhiều những clip sau. Các kiểu bông. Đa dạng thể loại các kiểu cho người dân lựa chọn. Đây là một khu, một ngôi chùa cũng tương đối là lâu năm, nằm tại khu vực quận 5, đặc trưng là khu thờ cúng của người Hoa. Khi mà đi về đến đây thì mới không khí Tết mới tới, còn tất cả các mọi nơi thì đó là đặc trưng của thành phố công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố công nghiệp cho nên tất cả mọi người còn phải đi làm công ty xí nghiệp, chỉ có tranh thủ những ngày được nghỉ mới đi sắm Tết được. Chứ không như ở các vùng quê thì các cô bác còn rảnh, thì cô bác còn có thời gian để đi sắm Tết. Người dân thành phố thì thành phố công nghiệp cho nên là phải đi lao động, cho nên Tết đến muộn. Hoa đẹp quá trời. Cúc vàng, hoa cúc vàng đẹp quá trời.